Xin chào quý vị và các bạn. Rạng sáng nay, chúng ta đã chứng kiến cuộc đụng độ quyết định ngôi vương ngoại hạng Anh giữa Manchester City và Arsenal. Trong khi rạng sáng mai, thì một lần nữa, Manchester United phải ra sân chỉ 2 ngày sau chiến thắng ở bán kết FA Cup. Lần này, đối thủ Tottenham Hotspur đang có phong độ trồi sụt, nhưng bóng đá thì không thể nói trước bất cứ điều gì. Và hãy nhớ rằng, Liverpool đang âm thầm bám theo phía sau. Chính vì thế, bầy quỷ đỏ sẽ cần cẩn trọng tối đa nếu muốn sớm giành vé dự Champions League. Trong buổi họp báo vào tối qua theo giờ Việt Nam, huấn luyện viên Erik ten Hag đã có những chia sẻ đáng chú ý về tình hình lực lượng với chấn thương của tiền vệ Bruno Fernandes. Bên cạnh đó là những tiết lộ từ huấn luyện viên tạm quyền Ryan Mason bên phía Tottenham về tương lai của Harry Kane cũng như các chấn thương trong đội hình. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chính của chương trình sáng nay qua phần dịch thuật của tác giả Ilfer. Đầu tiên sẽ là chia sẻ của huấn luyện viên Erik ten Hag trên MU TV. Xin chào, ông có thể nói qua về tình hình lực lượng không? Vâng, có một số trường hợp không sẵn sàng như Licha Martinez hay Rafael Varane. Chúng tôi phải xem Bruno Fernandes thế nào vì hiện giờ mọi thứ vẫn là một dấu hỏi, nhưng phần còn lại của đội hình thì đều ổn. Hôm qua, vợ của Bruno Fernandes đã đăng tải một hình ảnh cho thấy cậu ấy phải dùng nạng và giày bảo hộ. Nhưng khả năng tham dự trận đấu vào ngày mai dường như chứng minh rằng đó không hẳn là chấn thương nghiêm trọng. Vâng, theo một cách thường xuyên, chúng tôi cần bảo vệ cầu thủ. Đó là biện pháp phòng ngừa chấn thương. Nhưng tất cả đều thấy là Bruno Fernandes đã chơi đến hiệp phụ dù bị trẹo chân trong hiệp 1. Tuy vậy, chúng tôi sẽ xem cậu ấy bình phục ra sao vào ngày mai để đưa ra quyết định cuối cùng. Ông từng nói trong các buổi họp báo về yếu tố trở lại sau thất bại. Rồi Tottenham chính xác đang ở hoàn cảnh này và điều đó gây ra khó khăn gì cho United? Thực sự thì chúng tôi ít khi phải làm điều đó, nhưng tất cả các đội bóng lớn, kể cả Real Madrid, cũng phải hứng chịu thất bại. Tottenham mới đây cũng phải hứng chịu một trận thua tồi tệ. Hiển nhiên họ rất tức giận và đó có thể là động lực cho việc phục hồi. Tuy nhiên như tôi đã nói, câu chuyện là về chúng tôi vì bạn không được phép để đối thủ khao khát hơn. Đây là cách United phải chuẩn bị cho trận đấu và sẵn sàng chủ động chiếm ưu thế trên sân. Vậy khi cầu thủ chơi không như mong đợi, ông sẽ nói gì với họ? Dĩ nhiên là không phải lúc nào tình hình cũng giống nhau, nó phụ thuộc vào lý do đằng sau. Tôi gọi đó là khả năng lãnh đạo theo tình hình, nói chung là tùy thời điểm để đưa ra những điều cần thiết. Ông đặt tầm quan trọng của trận đấu này vào top 4 là gì và chiến thắng có ý nghĩa thế nào? Vâng, nếu các anh nhìn vào bảng xếp hạng thì sự phân hóa giờ khá rõ ràng, nhưng chúng tôi không thay đổi cách tiếp cận cuộc chơi. Không quan trọng đối thủ là ai, United luôn muốn giành chiến thắng trong mọi lần ra sân. Ông sẽ làm gì để ngăn chặn Harry Kane? Rõ ràng là cậu ấy có ảnh hưởng lớn đến Tottenham và tất nhiên chúng tôi có kế hoạch chăm sóc chàng trai này. Nếu mọi người còn nhớ, Man United từng làm rất tốt khi hai đội gặp nhau tại Old Trafford. Nên ngày mai, toàn đội cũng cần kế hoạch tương tự. Bạn phải phòng ngự như một tập thể. Và Harry Kane là một cầu thủ thông minh. Vì vậy đừng để cậu ấy xuất hiện trong những tình huống có thể gây ảnh hưởng lớn đến trận đấu. Ông vừa nói về việc trở lại sau thất bại. Vậy ông ấn tượng thế nào về cá tính của đội? Vâng, tôi nghĩ họ kiên cường. Vì vậy họ có thể làm được điều đó. Tất nhiên không dễ dàng, nhưng họ có thể làm được. Bây giờ chúng tôi phải thực hiện bước tiếp theo, chính là việc bạn cần phục hồi ngay trong trận đấu nếu bị dẫn bàn. Có thể bạn đã không làm được và có một thất bại tồi tệ, nhưng sau đó bạn cũng thể hiện cá tính để có tiềm năng trở lại ngay trong trận đấu. Chúng tôi muốn nói thêm về thất bại, rằng đôi khi huấn luyện viên khó có thể tận dụng tối đa đội hình trong tay để xoay chuyển tình thế như Tottenham trong tuần này chẳng hạn. Ồ, tôi đâu phải là người dẫn dắt Tottenham, tôi là thuyền trưởng của Manchester United và chúng tôi không ở London. Tuy vậy, tôi phải đảm bảo rằng các cầu thủ sẽ sẵn sàng cho ngày mai trước một đối thủ mạnh. Họ về cơ bản là đội bóng khó chơi với những cầu thủ giỏi và vì thế chúng tôi cần đảm bảo rằng
mình có đủ năng lượng để bước vào cuộc chơi. Bây giờ là phát biểu của huấn luyện viên Ryan Mason, người thay thế tạm thời tiếp theo của Tottenham trên cương vị huấn luyện viên trưởng trong mùa giải năm nay sau khi Christian Stellini bị sa thải. Xin chào, ông đã xử lý những gì xảy ra trong vài ngày qua như thế nào? Vâng, từ quan điểm cá nhân, tôi nghĩ nó tương đối dễ dàng. Đương nhiên, tôi thấy thoải mái vì đó chỉ là một phần của việc tham gia vào bóng đá. Bạn phải sẵn sàng cho mọi thứ và Spurs sẽ có một trận đấu rất lớn vào ngày mai và cả Chủ nhật. Chính vì thế trọng tâm là chuẩn bị cho điều đó. Ông muốn xem gì vào thứ năm? Rõ ràng là tôi muốn một sự phản ứng mạnh mẽ. Chủ nhật tuần trước quá thất vọng, nhưng giờ tôi không chỉ mong đợi các cầu thủ mà tất cả các thành viên của câu lạc bộ sẽ phải đáp trả lại tình huống này. Hôm qua, có phải Tottenham đã thông báo hoàn tiền vé cho người hâm mộ? Đúng, chúng tôi rất coi trọng họ. Gần đây mối quan hệ đã lung lay, nhưng chắc chắn đội bóng muốn được đồng hành cùng người hâm mộ và hy vọng tôi sẽ cảm nhận được hơi ấm trên các khán đài ở trận đấu với Manchester United. Antonio Conte đã nói hồi đầu mùa rằng ông ấy cảm thấy các cầu thủ không muốn thi đấu dưới áp lực và căng thẳng để đạt được những gì ông ấy muốn. Giờ thì ông có thấy điều này trong đội không? Ồ, tôi sẽ không bị lôi kéo vào bất kỳ bình luận nào về quá khứ. Tôi tập trung vào thứ năm và chủ nhật. Chúng tôi có 6 trận đấu trước khi kết thúc mùa giải để có một hành trình tích cực. Một điều tôi sẽ nói là tôi tin tưởng vào tập thể và câu lạc bộ bóng đá này. Chủ tịch Daniel Levy nói rằng Harry Kane có thể giành danh hiệu tại Spurs và một bức tượng có thể được dựng bên ngoài sân vận động. Vậy ông có đồng ý rằng cậu ấy xứng đáng không? Ngoài ra, ông có thể đóng vai trò gì trong việc giúp đỡ và thuyết phục cậu ấy gia hạn hợp đồng không? Thành thật mà nói, đối với tôi, đó không phải là về các cá nhân trong thời điểm này, mà là về một nhóm cầu thủ, các nhân viên có liên quan và câu lạc bộ nói chung. Mùa giải vẫn chưa kết thúc, chúng tôi có 6 trận đấu, 6 trận đấu quan trọng nữa, nên trọng tâm không phải là bất kỳ cá nhân nào, đó là tập thể và điều này sẽ không thay đổi. Tất cả các cuộc trò chuyện về hợp đồng của Kane sẽ kéo dài trong 12 tháng cuối cùng và điều đó có thể làm mất tập trung vào các trận đấu không? Khi bạn tham gia vào một câu lạc bộ như thế này, sẽ có những cuộc nói chuyện, nhưng quan trọng nhất là chúng ta cần phải thân thiết trong phòng thay đồ. Nếu các thành viên có được sự đoàn kết, điều đó sẽ chuyển hóa vào sân đấu. Và suy đoán cuối cùng vẫn là suy đoán. Điều đó sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi trong phòng thay đồ. Với việc Mauricio Pochettino sẽ trở thành huấn luyện viên tiếp theo của Chelsea, liệu điều đó có lấn cấn gì không? Từ quan điểm của tôi thì không. Trọng tâm là nội tại, chứ không phải những ồn ào bên ngoài. Việc ai người đó làm, tôi phải tập trung vào công việc của mình. Và quan trọng là cần đạt kết quả tích cực, chứ không phải là quan tâm chuyện bên lề. Ông nghĩ gì về trận đấu của Manchester United trước Brighton vừa qua và mong đợi điều gì ở họ vào ngày mai? Rõ ràng, đó là hai đội bóng giỏi và trước đó United đã giành được danh hiệu, nghĩa là họ đang có một mùa giải tương đối tốt. Chúng tôi hiểu rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng cuối cùng việc được thi đấu trên sân nhà, điều đó có thể giúp bạn giành được một kết quả khả quan. Vậy khoảng cách giữa Spurs và Man United là gì? Ồ không, tôi không nghĩ về điều đó. Tôi có một trận đấu vào thứ năm và trọng tâm của tôi là đạt được kết quả tích cực. Khoảng cách lớn như thế nào không liên quan đến tôi. Tôi tập trung vào trận đấu và cố gắng hoàn thành mục tiêu đề ra. Ông có muốn chính thức nắm quyền Spurs hay không? Vâng, rõ ràng là tôi đã sẵn sàng cho tình huống này. Và nếu thế thì tôi đang làm tốt. Nhưng tương lai sẽ quyết định tất cả. Hugo Lloris đang thế nào? Tôi nghĩ anh ấy vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu trước Man United. Có một vấn đề về cơ bắp và chúng tôi đang xem tình hình thế nào. Vậy Ben Davies và Clement Lenglet thì sao? Hôm nay chúng tôi sẽ xem xét trong bài tập vào buổi chiều. Cả hai đều phải ngồi ngoài từ trước. Nhưng sau buổi tập cuối cùng thì tôi có thể xác nhận rằng họ sẽ ra sân hay tiếp tục nghỉ thi đấu. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.